Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960 tháng 2 năm 2022 Nhâm Dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 2 âm lịch bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể, bất kể là những con giáp khác ra sao. Nhưng đối với con giáp này thì chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Canh Tý tháng 2 âm lịch càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường thì lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc. Hậu vận vô cùng giàu có kể từ sau rằm tháng 2 âm lịch, khiến cho nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Vốn dĩ đời người phải trải qua nhiều giai đoạn mới thật sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Chính vì vậy không phải ai sinh ra nghèo khổ thì chúng ta phải chịu lầm than cả kiếp, và ngược lại không phải ai sinh ra sung sướng thì chắc chắn sẽ được sung sướng cả đời. Con giáp này chính là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Người xưa có nói cuộc sống sung túc đủ đầy, thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy, trong 12 con giáp sẽ có con giáp được trọn vẹn điều đó, bất kể cuộc sống của người khác có ra sao. Nhưng với con giáp này thì chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi. Nếu không giàu nứt tường đổ vách thì cũng được sống trong giàu sang phú quý và không thiếu thốn bất kỳ một thứ gì, viên mãn đủ đầy trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những người tuổi Canh Tý trong tháng 2 âm lịch qua video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người sinh năm Canh Tý 1960 có ngũ hành bản mệnh Bích Thượng Thổ, đất trên vách. Thiên định, người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến và kính trọng. Tuổi Canh Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú, họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ, của cải chưa có nhiều, nhưng về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ cậy. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì người này được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này đều rất tiết kiệm, họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Canh Tý sinh năm 1960 sẽ đón một tháng mới với không quá nhiều may mắn, nhưng mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có quá nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cái trong nhà. Quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp, xét về thiên can, canh dương kim gặp quý âm thủy nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Canh Tý, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ tới, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này không phải quá may mắn đối với người tuổi Canh Tý, cơ hội thăng tiến không tự dưng mà đến. Gia chủ cần phải cố gắng cạnh tranh với đồng nghiệp hoặc đối thủ thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, gây ấn tượng với cấp trên. Tuy nhiên, về mặt tích cực mà nói, tháng này có khá nhiều cơ hội để thách thức bản thân cũng như rèn luyện kỹ năng của mình. Nếu sức khỏe tốt và cố gắng không ngừng thì cuối năm bạn sẽ có được những thu hoạch khá lớn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 2 âm lịch, tài lộc của người tuổi này không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần phải cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định.
với những bác làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, cửu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài, tình hình sức khỏe của bản mệnh không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Điều quan trọng là bạn phải biết duy trì tình trạng này, như vậy thì mới có tinh thần và sức lực đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, tử vi tháng Quý Mão nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh và vui vẻ. Tuổi này của gia chủ sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng. Thời trẻ, mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để gia chủ nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích. Các gia chủ tuổi Canh Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Canh Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người sinh năm 1960 gặp vận đào hoa trong tháng, điều này tốt đối với những người đang sống một mình hơn là những người đã lập gia đình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần phải chú ý giữ mình, không nên tiếp xúc quá gần gũi với những đối tượng khác giới. Nếu có khúc mắc xảy ra giữa vợ chồng, đôi bên cần trao đổi tâm sự và bao dung hơn cho nhau. Tháng này gia đình bạn sẽ có một chuyến đi xa. Đây chính là cơ hội để gia đình bạn thêm gắn bó sau những sai lầm cãi vã thời gian trước. Hãy tận dụng thời gian này bên cạnh những người thân của mình. Với người đang sống độc thân, bạn có thể mở lòng và bắt đầu những mối quan hệ mới. Có thể bạn sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc cho mình. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão, lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 2 âm lịch này, sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 6 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 2 năm 2022, tức ngày 18 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 2 năm 2022, tức ngày 30 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 2 năm 2022, tức ngày 13 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao.
hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận. Theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 2 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể nhận thông báo. Quý vị sẽ là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi và cập nhật được những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.